mất cả bố lẫn mẹ trong một tháng, cô bé mồ côi vượt lên nỗi đau dự thi tốt nghiệp. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ của em Hoàng Thị Hải Yến ở khối 3A, thị trấn Thanh Chương, hiện là học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương, Nghệ An được chia làm 3 gian nhỏ. Một gian thờ mẹ qua đời tháng trước, gian còn lại thờ bố vừa lo xong hậu sự. 18 tuổi, Yến không còn giữ được sự vô tư của tuổi mới lớn bởi nỗi đau liên tiếp xảy đến với mình. Hè năm 2022, Yến vừa học xong lớp 11, nhận thấy bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, mẹ Yến mới gọi em lại, nói ra sự thật đã giữ kín suốt 17 năm. Mẹ nắm tay em khóc rồi nói sự thật em không phải là con đẻ của bố mẹ, mà được nhận về nuôi khi hơn 3 tháng tuổi. Sau này, nếu có điều kiện, em có thể tìm về nguồn cội của mình. Yến nước mắt lan dài. Em sốc lắm, hoang mang, suy sụp vô cùng. Em không thể nào tin nổi mình là đứa trẻ bị bố mẹ đẻ bỏ rơi và em không phải con ruột của bố, mẹ. Phải mất 5 đến 6 tháng em mới chấp nhận được sự thật ấy, Yến tâm sự. Ngày 14 tháng 5, mẹ rời xa Yến mãi mãi, nỗi đau quá lớn nhưng em vẫn phải mạnh mẽ, nén đau thương để chăm sóc người bố bệnh tật. Nhưng số phận nghiệt ngã khi chỉ một tháng sau, ngày 24 tháng 6, bố cũng bỏ em mà đi theo mẹ. Từ ngày ấy, Yến trở thành đứa trẻ mồ côi. Mất cả bố lẫn mẹ khi chỉ còn cách thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chưa đầy một tuần, Yến mất đi điểm tựa vững chắc nhất. Sợ Yến buông xuôi, cậu mợ, thầy cô, bạn bè cùng lớp đến với em, động viên em, trước hết là tham dự kỳ thi quan trọng này. Gói ghém nỗi đau, Yến tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi để ôn thi. Biết mình chỉ là con nuôi, nhưng Yến luôn tự hào khi trong suốt những năm tháng qua được làm con của bố mẹ, luôn được sống trong tình yêu thương vô bờ bến, sự quan tâm, chăm sóc. Chia sẻ về những dự định tương lai, Yến cho biết em ước mơ trở thành một bác sĩ da liễu, tuy nhiên ngành học này rất tốn kém. Trong khả năng của mình, em sợ không thể tự lo được. Trước mắt em sẽ cố gắng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kết quả tốt nhất.